vật thủy sinh nó tùy vào cái loại sẵn lá, nhưng mà khi mà vào lại dị dạng vào cơ thể người thì nó sẽ tồn tại, đó là dị dạng sản trưởng thành. Câu thứ hai, giai đoạn lây nhiễm của bệnh sàn lá lây truyền qua thực phẩm. Rồi như vậy thì các em đều trả lời là đúng rồi. Cái này là cái giai đoạn metaxasia, là cái loại là giai đoạn mà bình sản để truyền qua thực phẩm. Thì như mình nói lúc nãy thì tùy mỗi loại sản lá khác nhau, ví dụ như sản lá gắn bẻ thì nó là các cái nán ổ trùng có trong các loài cá mà thường hay sống cá nước ngọt, ví dụ như là cá diếc, là các loài cá ở suối. Mà con đồ sản lá gắn lớn đó là các cái rau thủy sinh. Thì các em nhớ đó là khi mà nó bám ở rau thủy sinh á, thì nó thường bám ở các cái ngóc ngách. Như vậy thì vấn đề mà rửa rau á, thực sự là nó không có dễ trong để mà loại trừ bệnh sàn lá gắn lớn. Thì do đó là khi mà rửa thì người ta thường á, là người ta phải rửa để mà loại bỏ được tốt, thì người ta phải rửa từng lá một, và chưa kể đến trong một số trường hợp nó tồn tại ở phía trong của cái rau thủy sinh đó. Do đó là nó rất là khó. Thì bởi vậy trong cái vấn đề mà dự phòng nó, thì các em biết là người ta nói là hạn chế ăn rau sống, đó là một cái cách rất là cần thiết. Rồi câu thứ ba. Rồi chính xác. Câu thứ ba là các em đọc bài rồi, thì sản lại gắn nhỏ vật chủ trung gian nhất của nó đó là các loài ốc nha, loài ốc. Và sau khi mà thoát ra các loài ốc thì nó lại đến cái vật chủ trung gian thứ hai, đó là các loài cá. Còn đối với cua nước ngọt thì các em theo các em thì nó là vật chủ trung gian của loài gì hả? Mình nói thêm luôn này. Rồi, phổi. Rồi, chính xác nha. Sản là phổi. Thì thực vật thủy sinh thì đó là như hồi nãy mình vừa phân tích luôn, đó là sản là gắn lớn nha. Rồi, câu này yêu cầu các em phải nhớ tốt hơn này. Thử xem. Sản là gắn lớn, đó là vật chủ trung gian thứ nhất là gì?
Rồi, chính xác. Đó là ốc limnia. Đấy. Thì khi mà vào ốc limnia này thì nó sẽ phát triển thành cái radia 1, radia 2, rồi sau đó tạo thành ấu trùng đuôi. Và ấu trùng đuôi lúc này nó sẽ rơi khỏi ốc và nó vào bám vào vật thủy sinh. Và từ từ vật thủy sinh thì như các em biết rồi đó, đó là xả lại gắn lợn này á, nó là bệnh của trâu bò, người ta nói là bệnh của bệnh động vật ở trâu bò. Còn do đó là nó có thể nhiễm ở trâu bò, còn đối với người thì cũng có thể nhiễm con trưởng thành của xả lại gắn lợn nha. Điểm các em cần lưu ý. Rồi, tiếp theo đó là rồi chính xác rồi em. Để điều trị các loài sản nói chung ấy, cả điều trị sàn dây người ta cũng dùng praziquantel, nhưng mà bên sàn dây các em